xong chưa ạ à, cưng ơi? Dạ thưa chị, xong rồi chị ơi. Ôi dồi ôi, chân ai đấy? Chân chị, chẳng lẽ chân em? Chân hay tay đấy, đẹp quá cơ, eo ơi. Trời ơi, chị không nghĩ là chị có bàn chân đẹp thế này đâu. Eo chân chị như chân vịt ý. Đẹp dịu dàng mà không chơi ló. Tí à, ơi dạ. Vào bảo. Dưa của chị thế nào rồi hả Tí? Đây ạ. Dưa đâu? Ngày nào đáp dưa leo mà mặt chả sáng ra được tí nào. Đáp mấy tạ rồi mà trông mặt kinh à. Con nào vừa mở mồm ra đấy? Con nào vừa nói đấy? Sang bên kia xem mặt xem nào. Con nào đấy? Xì Vân. Vong thì kinh rồi, tưởng dư thằng Lào. Con nào? Ăn mặc kìa. Ăn mặc như đống rẻ lau chùi đấy. Cái mùa hiệu đấy. Cái loại chân đất mắt tét vai u thịt bắp mồ hôi dầu kia. Hiệu cái con tèo. Ui lắm á. Còn mày nữa ấy. Cho bao nhiêu tiền tập thể hình rồi. Người ta tập tạ thì to. Còn cái loại này tập tạ nó lại co hết cả vào. Co vào con mũi tím này. Này, vào đây có việc gì? Dạ, khách ở ngoài, nhà ngoài họ chờ lâu quá, họ kêu kinh lắm cô ạ. Họ kêu làm sao? Họ kêu là đến hàng tháng rồi mà họ nhiều việc lắm mà không gặp được cô. Họ bảo gặp cô còn khó hơn gặp tổng thống. Đây đây đây, nhá. Chỉ cần câu đấy. Chỉ cần họ phải nghĩ rằng gặp chị rất khó chứ không phải là đến là gặp chị luôn. Hiểu chưa? Gặp chị khó như thế là đồng nghĩa với cái việc là chị tay nghề cao. Chị giỏi giang trong những cái việc này. Cho nên là mình phải có cái cách để cho người tin vào mình. Và khi đã tin rồi nói sao phải nghe thế nhá. Đấy là cách PR cao cấp chứ không phải là PR rẻ tiền. Ra bảo họ cứ đợi chờ đấy. Khi nào bốc thăm có số hay vào nhá. Cô ơi, con sợ để họ đợi lâu quá là họ bỏ về mình mất hết khách đi cô ạ. Họ vội à? Họ quá vội luôn ý. Vội vàng làm chi trách nhau hừng hờ. Vội vàng làm chi trách nhau thờ. Vậy thì làm sao cứ hay vội vàng. Mặc kệ người ta sống trong chờ mong. Rõ chưa? Dạ em hiểu rồi ạ. Ra bảo với người ta ai đến trước thì bốc số sau. Mà ai đến sau thì bốc số trước nhá. Giữa giờ ngọ cô tiếp khách. Dạ chào các bác ạ. Chào các cháu. Chào bác, cháu hỏi nhà cô Thi ở đâu ạ? Tới nhà văn hóa Phương Vi, đi qua hai đống rác, hỏi cô Thi gọi hồn. Ai biết được cháu ạ? Dạ. Bà bác ơi, cho hỏi là cô Thi gọi hồn có chuẩn không ạ? Chuẩn quá chứ này. Chuẩn không cần chỉnh cháu ạ. Này, cô nói đâu là đúng đấy nhá. Này này, ở làng Ngọc Cục ấy, có một cụ già. Tức là cụ bà chết trẻ, 95 tuổi. Nhập vào ó quan rồi, con cái khóc, thương cụ quá. Đến nhờ cô Thi gọi hồn, cô thắp 3 tuần nhang, cô vái vái thế này. Bây giờ, cụ bật dậy như gánh người ta. Đúng rồi đấy, thế đúng, rồi, mà. Đúng rồi. Dạ, thế sau đó cụ bà sống có lâu không ạ? Lâu. Khoảng 3 phút. À này, 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 các cháu này. Cô Thi á, cô ấy còn cả nho, y, lý số nữa nhá. Mọi người kéo đến nhà cô ấy xem cứ đông nườm nượp như thế này. Này, các cháu mà đến bây giờ á, thì một tuần này, một tháng này, có khi cả 3 tháng 10 ngày chưa chắc đã xem được đấy. Mà này phải đăng ký nhá, đăng ký trước. Nhà cô ấy lúc nào cũng còn mấy chục người ngồi chờ đấy cháu ạ. Ngồi nước này ngồi đi luôn chắc. Anh chị ngồi nước. Dạ vâng ạ. Rót nước trà xanh cả chứ. Này, các sếp to là cũng xuống xem gia sự nhân sự đấy. Thế anh chị ở đâu? Cháu đó. Trước thì ở Gia Lâm, bây giờ thì ở Láng Hạ, còn ngày xưa thì ở Mai Dịch. Bọn cháu lấy nhau được 5 năm rồi mà mãi vẫn chưa có con bác ạ. Hai vợ chồng cùng làm khoa sản hết đấy. Thế nhưng mà chữa chạy khắp nơi rồi. Thế mà không ăn thua gì bác ạ. Úi dồi ôi, thế thì may cho các cháu quá đấy nhá. Này, năm ngoái á, có hai vợ chồng ở trong miền Nam ra. Tuổi từ 60 đến 65 rồi ấy. Người ta cũng hiếm muộn lắm. Thế mà đến cô lễ cho, rồi cắt cho mấy thang thuốc uống. Thế mà chưa được một năm á, đã đẻ 4 đứa rồi. Ôi, thế hóa ra 3 tháng đẻ một lần ạ.
Bà ấy là sinh 4. Chứ 3 tháng đẻ một lần đấy có mà quá lợn. Ở thế cháu xin phép được vào trong kia trước để chờ. Thế các cháu vào đi nhé. Các cháu vào đi. Bác ơi cháu gửi ạ. Vâng, bác sĩ. À, chào các bác ạ. Dạ, cháu đi nhé. Dạ vâng. Quán đây à? Sao? Có chuyện gì? Có hàng xịn ở Hà Nội về đấy nhá. Bao nhiêu phút nữa hả cưng? Chừng 10 phút nữa thì đến. Đến với tôi nữa làm gì? Nay nhiều khách lắm. Đến gọi hồn hay là chữa bệnh? Vừa gọi hồn, vừa chữa bệnh. Nhà lắm hả? Nhớ đấy nhá, cái vụ hôm đó là nhắn tin nhầm nó cười cho thối mũi đấy nhá. Có gì tí nữa con sẽ thông tin lại cho cô sau nhá. Này! Tối đưa cả thằng cu đẹp trai nọ vào đấy nhé. Phi Văn đón hàng. À vâng. À vâng, cảm ơn anh. Chào anh chị. À vâng, chào anh. Anh chị cần gặp ai? Cho vợ chồng em gặp cô Thi ạ. Vâng, cô Thi ạ. Bốc thăm, để lại số điện thoại, rồi vài ngày nữa quay lại nhé. Anh chết, anh ơi, anh giúp vợ chồng em ạ, chứ vợ chồng em bận lắm. Cái đó nó phụ thuộc vào anh chị. Mà này, cô Thi ấy, dạ, là cô ấy bận lắm. Vâng. Mà cô ấy tiếp khách lạ lắm nhá, mỗi người một kiểu, chẳng ai giống ai cả, có đúng không? Đường xá xa xôi quá, đến đây thì cũng vất vả. Thế thôi thì giúp em... Anh giúp vợ chồng em ạ. Vâng, cho vợ em gặp vua trong ngày hôm nay. Vâng, bọn em không quên ơn đâu. Này, anh chị như thế là tín tâm đấy. Vâng. Tốt đấy. Mà anh chị có lòng nhờ. Vâng. Thì tôi ấy, có lòng giúp phải không? Vâng, cảm ơn anh. Quý hóa quá. Vâng, à, cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ. Thì ôi, thì ôi, thì có biết không thì, thì con tim cô đơn lặng, chết với đau thương khi... Dạ, cô ạ! Cái thằng quỷ sứ làm chị hút ghẻ hền. Có việc gì? Có khách từ Hà Nội tới ạ. Thế à? Dạ. Đưa khách vào. Dạ. Đưa khách vào. Ai ạ? Đưa khách vào. Đưa khách vào. Đồ đồ đất. Dạ, chào anh ạ. Chào thầy ạ. Thầy cũng bật lấy tay xảy. Nhìn người ta nữ tịnh, đẹp thế này mà gọi là thầy. Cái đồ, đồ đẹp trai đáng ghét. Dạ, đến dạ xin lỗi thầy ạ. Lại thầy rồi. Lỗi mồm, xin lỗi cô ạ. Thế đến đây có việc gì? Nghe tiếng cô lâu rồi. Hôm nay thì vợ chồng con đến đây thì nhờ cô xem giúp chúng con về chuyện con cái. Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Ngay khi nào, bao giờ đâu, khi nào bao giờ đâu, khi nào bao giờ. Dạ đấy là do mấy chị ở cơ quan đấy ạ. Ồ thế à? Vâng. Thì chứng tỏ là cô cũng lỗi tướng nhá chứ gì. Dạ vâng. Lỗi tướng mệt lắm. Dạ vâng. Thì được rồi, thế này nhá, đã tín đến cô, đã hiểu về cô đúng không? Đến cửa cô là cửa cha cửa mẹ. Vì vậy nếu cô cảm thấy giúp được thì 100 chỗ lạy cô cũng kê cho bằng. Mà không giúp được thì cô hướng dẫn lên phố hàng hòm là giúp cho nhá. Hello.
anh Giai à, em đây. Chị gái ở nhà thế nào rồi anh? Ừ, hôm tới này em hầu là cả nhà phải lên đây nhá. Đề lộ. Ừ, được rồi, mang mã ngay cho chị nhá. Cô ơi. Cô bận rộn quá không hả? Ừ, lúc nào chả bận. Bận lắm. Bận lấy cái điện thoại, lúc nào cũng cháy máy. Nhiều người tưởng vào đây tưởng là buôn bán điện thoại. Ừ, thế có việc gì hai vợ chồng cứ nói đi nhá. Dạ vâng. Nói chị giúp hết nhá. Vâng, vợ chồng con thì lấy nhau 5 năm rồi. 5 năm. Thế là đến bây giờ cũng chưa có được một con nào cả. Và cũng chữa chạy khắp nơi rồi. Ừ, rồi bệnh viện trong nước ngoài nước khác nhau. Dạ vâng ạ. Người thì bảo là tại âm, người thì lại bảo là tại dương. Nhìn thế này là biết tại âm rồi. Tại âm. Dài đẹp thế này làm sao tại dương được. Mình tuổi gì? À, con tuổi Tuất ạ. Tuổi Tuất à? Dạ. Thế còn cô? Dạ. Con tuổi Ngọ ạ. Thân khuyển mã, chó với ngựa, năm nay là Canh Dần. À, giờ Ngọ Tuất tam hợp thì cũng thế ạ, tam hợp để biến tam tài nhá, đừng có vội mừng. Năm tới này sinh con là tuyệt vời luôn đấy nhá. Ừ. À thế cưng tên gì? Con tên là Sinh ạ. Sinh? Dạ vâng. Tên Sinh? Vâng ạ. Đầy sức mạnh và quyến rũ. Thế còn cô tên gì? Dạ, con tên là Hoạt ạ. Sinh? Hoạt. Vâng. Hai vợ chồng tên là Sinh Hoạt. Vâng ạ. Cô thấy hai vợ chồng làm bệnh viện phụ sản à? Vâng ạ. Dạ đúng rồi. Sao cô lại đoán được? Ôi trời ơi, đã làm việc này ai mà chẳng biết. Biết cả luôn là nhà ở phố Háng Hạ đúng không? Ê. Láng Hạ. Vâng đúng rồi, Láng Hạ. Vâng đúng rồi, Láng Hạ. Nhà trong ngõ Láng Hạ đúng không? Vâng ạ. Ừ. Thế nhưng mà là có lộc nên là đã ngoài nữa. Đã ngoài. Ừ. Đã ngoài là ở bên ngoài đấy. Ở bên ngoài ạ? Mình không được phù hộ đấy. Thế là người được người ngoài ạ? Đúng rồi. Thế mình thì không được à? Đúng rồi đấy. Thế là sao? Làm thế nào cô? Cái nhà thằng hàng xóm nó vừa xây đúng không? Nó còn lộc. Thì chính ra là bà cô tổ phù hộ cho nhà mình xây cái nhà đấy. Nhưng vì mình không thờ phúng cúng phải cẩn thận cho nên là bà cô tổ lại phù hộ cho nhà thằng đấy. Nghe chưa? Đúng rồi ạ. Ừ. Thì đợt tới này đập 6 tầng ấy nó xây toilet. Rất là lộc lã đấy, cho nên cẩn thận xem lễ lãi thế nào đi. Thế cô ơi, thế làm cách nào cô? Thì thực ra cái việc đấy khó mà dễ là dễ. Cô ấy, cô phải khấn bà cô tổ, vâng, nhà chúng mình lên. Dạ. Sau đó là phải hỏi ý kiến, dạ, cho bốc bát nhang ở riêng. Nếu cảm thấy cô đồng ý thì ở riêng được, thì mới làm. Không đồng ý thì chưa chắc đã làm được cái chứ. Chi phí hết bao nhiêu ạ? Tại sao ai đến đây cũng nói đến tiền? Tiền là cái quái gì? Tiền là tiền nhiều khi không cần đến. Tiền là tiền nhiều lúc đến như không. Tiền đưa cô chẳng biết tiêu chi. Cô chỉ cầm cho sướng tay mà thôi. Tiền đưa cô chẳng biết tiêu chi. Cô đổi thành vàng hoặc biến nó thành euro. Tiền là tiền nhiều khi không cần đến. Tình là tiền nhiều lúc đến. Cô xin. À, tức là nói như thế mà tiền không phải là vấn đề quan trọng nhất, dạ, bởi vì trên cả tiền là vàng và kim cương đúng không? Tiền chả là cái quái gì cả, nhắc đến tiền gì. Ừ, thế rồi là cô ạ, thế sao phải bao giờ vợ chồng con có thể làm lễ được ạ? Cái đấy nhá, cái đấy là nó phụ thuộc vào lát nữa kêu cầu bà cô tổ hiện lên có đồng ý hay không. Dạ. Nhưng vấn đề đây này, trên trần của mình thì tắc đường, dưới âm thì cũng tắc tị. Vấn đề thứ hai nữa là cái chuyện mà lộ phí ở dưới đó mà trần sau ông vậy nên là cũng hơi căng. À, nhá. Ừ, nó quá cái giờ đẹp rồi, quá giờ đẹp rồi, nó hơi căng. Người ơi, xem số tiền hôm trước người ta mang đến dâng hiến cho cô đấy. Vàng đang rẻ, ra mua hộ cô mấy cây. Dạ, trong sự nghiệp của cô ạ. Ừ. Mọi cái đó nhá. Xuân Nhị gì? Xong rồi đấy. Người đâu? Lên dây sáo, kéo dây đàn, xuống miệng nước muối cho giọng nước khàn để cô bác ghế hầu thánh. Thay một thú của đôi rừng chuyện bầu rời cảnh đẹp ý à. Phong quang bốn mùa
trên bát ngát trăm hoa đua nở dưới cành bầy cầm mà thú đua chơi ý, ý, à. Giáng sinh nhập nồng ngàn lời ca bao ước vọng chờ mong nay hát văn dâng cô cúi xin người cho con được mùn con ô kia là mà như ngàn đóa hoa bờ môi cô đẹp hiền hòa kiêu sa, đẹp hiền hòa kiêu sa như là nước trong màu mắt cô đẹp hiền hòa kiêu sa, quá là đẹp, quá là đẹp cô như là ánh dương ngô, cô quá xinh là xinh, quá xinh ôi quá xinh là xinh, quá tuyệt vời. Kìa cô đã bay về đây với chúng con, tay cô múa theo nhịp bước chân đi, dưới chân cô tỏa sáng bao nhiêu ánh kim sa, cô đôi mà phán con mãi mãi nghe theo. Khi xưa cô thi vốn người chân gian giáng sinh thành tiên, mở cô thì đẹp, cô luôn vui tươi nên được người dân khắp nơi đều yêu. Mở cô thì đẹp, đã sang tiên dạy người trần thế chúng con khỏi sai đường, người đã cứu chúng con bằng thuật phép phép tiên ở trên truyền, và cô đẹp nhất, cô đẹp như người mẫu, và cô đẹp nhất không đẹp hơn được nữa. Mẹ cô, cô cưới người đẹp như Alibaba đuổi 40 năm trước. Phải sai đố triều lục cung, ngày xưa người cũng vốn dòng đoan trà, tính nga cô hà nhà mang nga trúc măng giang. Cô đôi thì người duyên dáng bóng xinh thật xinh, bóng xinh thật xinh, cô lên đồng cô sẽ phán cho con được linh hội về trên, người ơi phán đi kìa cô phán đi, người ơi phán đi kìa cô phán mau. Vong nào vừa giết thuốc lào đấy, tất cả ngồi nguyên tại chỗ, vẫn đang ngồi giữ nguyên hiện trường, còn gì đâu mà giữ thì sao. Hiệp được dài, hiệp có tài, hiệp sát gái, sao hai thầy trò đi vào cửa cô mà cứ lăm lăm xuống ống thế kia, cất đi khiếp bỏ xử. Nhân tiện đây thông báo để mọi người rõ, tôi đã thôi giữ chức trưởng thôn và được cấp trên đề bạt làm phó chủ tịch ủy ban xã. Eo ơi, đáng xịp rồi mà mới lên chức phó chủ tịch xã. Không được sờ tay vào hiện vật. Này, tại sao tôm này đến nhà rông thế này? Rông đến nhà rông. Yêu cầu nói năng không được lèm nhèm nữa. Nghe đi. Sao ạ? Mời anh. Mời chị. Này, yêu cầu đối tượng lên trụ sở ủy ban, lập biên bản. Lên ủy ban? Lên để làm gì? Lập biên bản là dư lao. Lập biên bản làm rõ sự việc. Sự việc gì? Hành nghề mê tín dị đoan. Dị đoan bao giờ? Buôn thần bán thánh, lừa đảo dân lành, gây hoang mang khắp thôn trên xóm dưới. Yêu cầu lên được. Tức là em bị bắt ạ? Chứng tàng chứng đã rõ rành rành, việc giam giữ là không thể tránh khỏi. Em bị bắt thật ạ? Không bắt thật thì bắt đùa chắc. Thế nhưng mà sắp Tết rồi còn gì nữa. Tết cũng lên đường. Ừ, Tết cũng lên đường ạ. Dạ. Thế này, tình xưa, hiệp chính thôn.
À, hiệp phó chủ tịch cho em được tâm sự đôi lời. Cho phép trình bày. Em ngắn gọn. Chỉ vì ham ăn chơi kiếm tiền bằng bịt bợm, giờ em đã hỏng cả đời. Nay bước chân đi nhưng lòng nặng trĩu, ngày về ôi xa quá vì em đã chót sai đường. Em ăn năn rồi xin mỗi người lời tha thứ, khi em trở về sẽ làm lại từ con số không. Buồn thành bản thân không bao giờ là nghề chân chính. Nếu ai đang làm xin hãy từ bỏ ngay đi. Chưa có phan lao, chưa có ban buồn việc âm. Nếu chót đã nhớ hãy rút bước chân lại mau. Đừng nên vì tham mê giàu có xe hơi nhà lầu. Con chắp tay còn lại cô à? Cô định liver số ở đây đấy hả? Mời cô lên ủy ban để chúng con lập biên bản làm rõ sự việc. Lên được.